tiết mục tiếp theo sẽ là một tiết mục cực kỳ thú vị. Như chúng ta đã biết là đội của Carrick là đội duy nhất có đến 3 thí sinh. Nếu như mà để 3 thí sinh mà kết hợp cùng với Carrick không á, thì chắc là không còn thời gian cho từng người có thể thể hiện được những cái hay ho của bản thân mình. Vì vậy cho nên nhìn lại mặt bằng chung thì giám khảo Justati là người cô đơn nhất, là tại vì anh ta cứu Tờ Linh, mà Tờ Linh lại là người của Suboy, đã fit với Suboy rồi thì không thể hát được với Justati. Vì vậy cho nên chương trình chúng tôi có một tiết mục gọi là tiết mục nhân đạo để cho Justati được mời một khách mời ở bên đội của Carrick để kết hợp với mình. Và trong ba người thì dĩ nhiên quý vị đã biết là chỉ duy nhất của MCK là cái người mà theo trường phái là rap melody. Vì vậy cho nên rất phù hợp với style của Justati. Và ngay bây giờ thưa quý vị, hai nhân vật hay ho này sẽ mang đến những melody như thế nào với Rap Việt 2020. Chào đón Justati và MCK. Còn đừng gang đi vào club, xếp hàng vào đi không phải tranh nhau. Em nào anh thích thì anh sẽ gọi là baby. Hết đời nhiều cứ như là anh bầu. Em không chơi với cả chủ nhật của JT. Anh Scotland, trên tay anh là một chai Bali. Yeah, em biết không, nếu mà khách quan thì đồ đẹp dài của anh được hai vali. Yeah, giọng ca vàng trong xóm đi vào, giặt sang một bên hết đi nào. Làng quê phường tầng này là tầm thường, ở đây mới là thiên đường. Chân đi dép đã khuyên tai, bước cái năm lên hai. Bước đi trong the club thì ai cũng biết anh là ai. Cả 1m52, fresh như xuân mai. Bước đi trong the club thì just on the mic now. Mấy đứa nhìn vào mình và mấy đứa thì tầm thấp thò. Mấy đứa đừng làm cho. Trời ơi, lắm cho anh busy ngồi trên con Lamborghini. Chân đi dép đi vào bar bởi vì làm thế nó mới chết. Còn nghe máy đâu thôi đừng có, bởi vì bọn anh đang đi thì bọn anh nhà quê làm vì nghệ thuật và cả V&D. Không phải bất cần như ông Phúc Xích Lô. Đốt cắp kiểu ung dù mà bọn anh vẫn ngầu. Sau 3 vòng thi thì người anh như xúc xích khô. Đổi lại là nói chung chung thì đội anh đang dẫn đầu. Nên hôm nay như club kia, yeah, đấy là tin thật. Bọn anh đốt tóc như mấy thanh niên trong phim Nhật. Chạy đến chỗ bố tu order một con bít tim cật. Còn mấy con chó trên ô tô đang xin gần. Thế nên là vỗ tay luôn, không thì nhà em sáng nhất. Đêm nay em đưa theo crush, không thì nhờ anh bị đàn mất. Ok anh trông hơi lúa nhưng mà nhà anh vào bán đất. Kia bọn anh hơi bị phòng khoáng, nhưng khoáng ở đây là khoáng chất. Yeah yeah. Giang trai làm trong xóm đi vào, giặt sang một bên hết đi nào. Làng quê phường tầm này là tầm thường, mà đây mới là thiên đường. Chân đi dép đã khuyên tai, bước trên 502. Bước đi trong the club thì ai cũng biết anh là ai. Cao 1m52, fresh như xuân mai. Bước đi trong the club thì just on the mic now. Mấy đứa nhìn vào mình và mấy đứa thì thầm thầm thò. Mấy đứa dập nhạc sập xình nè. Mấy đứa đừng làm trò. Chân đi dép đeo khuyên tai, bước trên 502. Bước đi trong the club thì ai cũng biết anh là ai. Cao 1m52, fresh như xuân mai. Bước đi trong the club just on the mic và mấy đứa nhìn vào mình và mấy đứa thì thầm thập thò. Mấy đứa dập nhạc sập xình nè. Mấy đứa đừng làm trò. Justati và MCK. Và xin cảm ơn vũ đoàn bước nhảy. Thank you. Một không gian rất club hả? Dạ, thưa quý vị, cực kỳ trendy. Cái âm nhạc này gần với Bin này, Bin thấy sao? Ngày trước khi mà em mới bắt đầu bước vào rap là cái mơ ước của em là có Justati ở trong cái hook, trong cái bài của mình. Đó là cái mơ ước lúc trước của mình. Và cái điều đó đến bây giờ nó vẫn còn hiệu lực và nó luôn luôn còn hiệu lực. Lúc nào mà Justati on cái chorus là cái bài hát nó sẽ ok, nó sẽ mọi thứ không cần phải lo gì hết. Thank you. Yes. Thế bao giờ hai anh định ra lả lướt ạ? Yeah. Và anh muốn nói với em là hai cái verse của em lần này, cái lời của nó rất là fly nhưng mà nó rất là buồn cười. Anh không biết tại sao hai cái đó nó lại work chung với nhau, nhưng mà thực sự nó work với nhau và anh cảm thấy hai cái verse của em rất là hay, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bài hát. Yeah. Amazing. Cái chất của MCK là luôn luôn cháy bỏng ở trên sân khấu. And rất là lâu rồi Su mới được thấy Justati on the mic. So Su rất là thích cái bữa kết hợp này, JT and MCK. Yeah, JT. 100 điểm. 100 điểm luôn hả? Carrick thì sao?
Từ khi mà Chester T có gia đình thì đã lâu lắm rồi em không thấy một Chester T chất như thế này. Cái bài này nếu như theo em được biết nha, là ông này ông yểm lâu lắm rồi nè. Đó, thì bây giờ mới gặp được MCK, phải không ạ? Đúng không? Vì cái câu nói vừa rồi của Carrick thì Chester T cũng xin focus vào nó một tí. Đúng là chạm vào cái con đường sự nghiệp của Chester T. Cái ngày mà Chester T làm cái âm nhạc kiểu như thế này, kiểu nhạc rap melodic, là từ những năm 2008-2009. Ngày đấy mình làm thì cái số người nghe người ta không biết nhiều, và mình phải kìm mình đi một tí để mình làm những thứ mà nó lớn lao hơn. Và đến khi mà có rap Việt, gặp được những người là như MCK thôi. Yeah, là thấy là chơi. Con người mình được quay trở lại những cái tháng ngày đấy. Và yeah, mà mọi người có thể thấy là JT đã và đang Hồi sinh. Cảm ơn MCK cũng như là cảm ơn rap Việt đã cho tôi được nhìn thấy những cái bản ngã mà đáng lẽ ra mình nên được đồng hành cùng những cái người như thế này ở những cái thời điểm tuổi thanh xuân của mình. Em đã già đâu, vẫn còn kịp em à. Tại vì anh nghĩ là mọi thứ nó được xảy ra đúng với những gì nó được sắp xếp. Và em vẫn còn nhiều khuyết đó. Và cái ngày hôm nay khi em gặp được những người đồng đạo với mình á, thì anh nghĩ rằng là cái lúc mà em chín mùi nhất, nơi em có thể biết là em phải làm gì kế tiếp. Và không có gì thu hút bằng một người đàn ông đã gác kiếm và sau đó lôi lại thanh kiếm năm xưa lâu nó và bước lại ra mặt trận. À, yeah. MCK yeah. Đã lôi được thanh kiếm của em ra. Và rất và những cái gì mà em tự hào khi mà ngày hôm nay được đứng cùng với MCK, là một người được coi là truyền nhân của JT, đứng ở đây cùng với JT. Thưa quý vị, rất là hung tợn được báo với quý vị biết rằng là rap Việt đã vừa thả hổ về rừng, trả lại JT máu lửa năm nào về lại với thế giới của rap. Và chúng ta chờ đợi những sản phẩm kế tiếp của Just Study. Ok, và thưa quý vị, MCK vẫn luôn là MCK. Và nếu như quý vị và các bạn muốn bình chọn cho MCK, hãy soạn cú pháp rap Việt khoảng cách 01 khoảng cách số người bình chọn giống quý vị gửi về tổng đài 8569. Hãy bình chọn cho MCK.